Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn là dòng Vario SH AB Vision, đủ các dòng tay ga. Các bạn chịu khó mình xem giá này ở đầu năm nha mọi người. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có anh Thảo nha. Hỗ trợ giới thiệu mọi người, mời Thảo. Hello, xin chào mọi người nha. Thì đầu năm vào tháng 2 này á thì mình sẽ quay cho các bạn về những dòng xe Vario SH AB và Vision nha. Vào giá cả vào cái tháng đầu tháng 2 này thì đầu tiên á là mình sẽ nhắc lại cho các bạn về cái địa chỉ cửa hàng của mình. Nó nằm ở 16/23 khu phố Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha các bạn. Đó là cửa hàng xe của mình ở Bình Dương nha. Thì mình đầu tiên là mình giới thiệu cho các bạn về cái dòng xe con đầu tiên là có danh con lít này nè. Con lít này thì bên mình vẫn còn một con này nha. Thì lít này đời 2020 nè, là cái chìa khóa là smart key luôn. Thì dao động của con này tầm 36 đến 37 triệu thôi. Đó. Thì mua góp các bạn trả trước cho mình tầm khoảng là 5 đến 6 triệu nha đối với lít này. Còn Janus thì còn hai con, một con là con xanh quân màu xanh, còn này là con bằng ngọc trai này, đó trắng ngọc trai nè, vẫn chìa khóa smart key luôn nè. Qua là cái chị ở Biên Hòa nó có hỏi với em cái chiếc màu trắng ngọc trai này, thì em quay cho chị coi luôn cái màu này luôn nha. Thì giá của nó dao động tầm khoảng là 26 đến 27 triệu, 27 triệu thôi. Thì mua tháng này là giảm 1 triệu luôn, là còn 26 triệu thôi đối với Janus này nha. Đó. Ok. Mua góp trả trước cho mình tầm khoảng 4 triệu là mua được rồi. Đó. Còn Vario thì vào cái tháng này thì cũng cửa hàng mình đối với dòng Vario rất là nhiều màu. Thì màu này màu vàng chanh nè, đó, màu vàng chanh nha các bạn. Đó, màu là màu hồng. Thì đối với những cái màu 3D thì mình nói chung luôn thì giá của nó dao động 125 là tầm khoảng là 36 đến 37 triệu 500 thôi. Còn đối với 150 thì nó tầm khoảng là 45 đến 47 triệu 500 nha. Đối với bản 150 Vario luôn nha. Đó. Thì mua góp thì các bạn trả trước cho mình tầm 6 đến 8 triệu nha. Là mua được rồi. Thủ tục chỉ cần chứng minh gốc là các bạn có thể mua được rồi nha. Đó. Màu này là màu bạc nè các bạn. Đó. Màu này màu bạc nè. Màu bạc 150 nha. Đó. Nguyên zin á. Nguyên zin luôn. Phiên bản là 2022 luôn nha các bạn. Thì giá của con này á, dao động của cái tháng này tầm khoảng là 46 đến 48 triệu nha các bạn. Còn màu trắng hồng thì cũng còn nhiều. Màu trắng hồng nó có hai loại, một loại 125, một loại 150. Đó, cái mũ của nó là cái mũ nhập khẩu bên Indo luôn nha các bạn. Không có bị trầy nên các bạn cứ yên tâm bảo hành cho các bạn 2 đến 3 năm luôn. Đó. Thì dao động của con này tầm khoảng là 38 đến 39 triệu đối với màu hồng trắng hồng 125. Còn nếu các bạn mua 150 thì dao động của nó tầm khoảng là 48 đến 49 triệu nha. Đó. Mua góp thì các bạn trả trước cho mình tầm 6 đến 8 triệu nha đối với dòng Vario mà lên màu này nha. Còn màu này màu vàng cát. Màu vàng cát thì lúc nào cũng là cái màu này thì đi rất là lâu, cái màu này các bạn bao luôn, các bạn đi mãi nó vẫn là cái màu này, nó không có xuống màu được, tại vì màu là màu zin của nó. Thì dao động của con 125 tầm khoảng 36 đến 37 thôi, còn 150 tầm khoảng 46 đến 47 triệu nha. Đó, đầu tháng đầu năm thì giảm giá cho các bạn luôn. Còn đối với dòng SH Mo thì nó sẽ có 3 loại các bạn. Thì con này là con phiên bản cá tính nha các bạn. Cá tính là phiên bản ABS. Đó là giá của nó dao động tầm khoảng 69 đến 70 triệu nha đối với dòng cá tính. Còn đối với các bạn mua phiên bản thời trang ABS luôn á thì giá của nó dao động tầm khoảng 65 đến 66 triệu thôi. Đối với phiên bản thời trang ABS. Còn thì nó có hai loại, một bạc với màu đỏ nha các bạn. Phanh của nó là phanh ABS luôn nha các bạn. Màu trắng này nè, đó, màu trắng này cũng là phiên bản thời trang luôn, ba loại, ba màu. Đó, gọi là phiên bản thời trang cho mọi Đúng người. Rồi. Còn các bạn mà muốn mua phiên bản CBS thì nó sẽ có màu đỏ và màu trắng sữa. Thì hôm nay ở đây mình chỉ có trưng màu trắng sữa thôi các bạn thôi nha. Màu này dao động tầm khoảng 56 đến 57 triệu thôi. Đó, đối với SH bản CBS. Thì mua góp các bạn trả trước cho mình tầm khoảng 10 đến 15 triệu nha các bạn, tùy phiên bản. Con này là con xám lông chuột nè. Đó, cái màu này là phiên bản ABS nhưng mà nó là gọi là bản cá tính nha các bạn. Dao động của nó 68 đến 70 triệu đối với cái màu cá tính này nha. Còn đối với SH 100 con này là 125 màu đỏ. Màu đỏ này thì mình có hai loại, 150 với 125 á, thì cửa hàng mình vẫn còn đang còn đầy đủ nha. 125 thì dao động của nó tầm khoảng 78 đến 81 triệu nha. Còn nếu mà 150 thì các bạn sẽ dao động tầm khoảng 98 đến 100 triệu nha đối với 150. Mua góp những cái dòng xe này thì 125 thì trả trước cho mình tầm khoảng 20 đến 25 triệu. Còn 150 thì các bạn trả trước cho mình tầm 30 đến 35 triệu nha. Đối với dòng SH 125 150.
Còn Vario thì cũng có nhiều màu, mình quay mấy màu cho bạn coi luôn. Màu này màu xanh, trắng xanh nha các bạn. Trắng nhưng mà mũ xanh. Đó. Màu này ở cửa hàng cũng còn hai màu, hai phiên bản luôn, 150, 125 là có đầy đủ luôn. Đó. Thì giá dao động của cái con này tầm khoảng là 36 đến 38 triệu thôi. Đó, còn 150 thì còn 46 đến 48 triệu nha. Đó. Màu là màu trắng cam nè. Trắng cam nó cũng còn bên shop vẫn còn nha các bạn. Trắng xanh, trắng cam, rồi màu đỏ candy. Đó, cái màu đỏ candy nè, bữa có một em trai hỏi nè, mình quay luôn nè. Màu đỏ 125 á thì nó sẽ có cái phiên bản mà màu đỏ, nhưng mà đỏ gọi là đỏ đậm luôn. Còn này là màu đỏ candy. Thì nếu mà các bạn muốn mua màu gì, 125, 150 mình có đầy đủ luôn. Thì dao động của cái con này á thì tầm khoảng là 36 đến 38 triệu thôi. Với 150 thì 46 đến 48 nha. Còn này là màu cam. Màu cam và màu xanh là xanh ngọc này đó. Màu cam với màu xanh ngọc này dao động của nó là 150 thì tầm khoảng là 46 đến 48 triệu nha các bạn. Mua góp các bạn trả trước cho mình tầm 7 đến 8 triệu đối với dòng Vario 150 này. Màu này là màu trắng đỏ đen. Màu này là cái màu zin nha các bạn. Xin nhắc lại, cái màu này là cái màu zin. Đó, màu trắng đỏ đen này. Màu này là không có sơn lên nha. Màu này là màu zin của nó luôn. Thì dao động của con này tầm khoảng 46 đến 47 triệu thôi. Đó. Còn màu hồng trắng nè. Hồng trắng cũng có, màu hồi nãy có trắng hồng, cái này hồng trắng của bên mình vẫn có nha các bạn. Cái mũ này cũng phải sơn lên đâu. Con này là 3D nhưng mà cái mũ này là mũ zin chứ không phải là mũ 3D nha. Còn cái màu này là màu sơn nha. Màu hồng là màu sơn lên. Đó, màu trắng hồng này 150 thì dao động tầm khoảng 50 đến 51 triệu nha. Còn Vision vào tháng này thì cũng đang giảm luôn các bạn. Đầu năm mình giảm cho các bạn luôn. Thì mình sẽ báo giá và Vision màu đỏ màu trắng nè. Đó, phiên bản dao động của cái dòng Vision còn cái đầu năm này thì dao động tầm khoảng là 30 đến 34 triệu nha, tùy phiên bản nha các bạn. Đó, thì các bạn muốn mua cái phiên bản nào các bạn cứ liên hệ với mình phía trên thì mình sẽ báo giá, và cái số tiền mà các bạn làm biển số ở đâu các bạn cứ liên hệ với mình nha, mình sẽ hỗ trợ tiền xăng cho các bạn nha. Hỗ trợ thì nhiêu không? Hỗ trợ thì dao động của cái tháng này á thì tầm khoảng là 30 đến 34 triệu nha. Đó, tùy phiên bản luôn các bạn. Thì mua góp các bạn trả trước cho mình tầm khoảng 5 đến 6 triệu đối với future nha. AB. Còn một số dòng AB, AB thì AB có 125 với 150 thì mình sẽ báo giá vào sơ lược luôn nha. Thì AB 125 thì giá của nó dao động tầm khoảng là 38 đến 39 triệu 500. Còn đối với AB 150 á thì dao động tầm khoảng 38 đến là 50 triệu nha các bạn. Đó, đối với dòng AB 125 á thì các bạn trả trước cho mình tầm khoảng là 4 đến 5 triệu nha. Còn đối với AB 150 các bạn trả trước cho mình tầm khoảng 7 đến 8 triệu nha đối với dòng AB nha. Đó. Này có còn dòng số con Mio thì đầu mình mới về hai con luôn các bạn. Đó. Mio của nhập khẩu luôn, mình cũng mới về hai con. Còn một con màu trắng ở trong kho nữa. Đó. Cái dòng này đầu năm các bạn mua cái dòng xe này đi làm hoặc đi chợ hoặc đi chơi vẫn được nha các bạn. Bữa giờ mình bán cái con này rất là chạy luôn vì nó rẻ nữa. Nó rẻ nhất so với dòng Tenga thì mình thấy thì cái con này đi nó rất là lợi xăng luôn. Mà nhập bên Thái Lan luôn nên là cái dòng này rất là được ưa chuộng nha các bạn. Thì đối với cái màu này dao động của nó tầm khoảng 26 triệu 500 thôi. Đó. Con này đang hạ giá nha các bạn nên là trả trước cho mình tầm khoảng 3 đến 4 triệu là mới được rồi. Đó. Đầu năm các bạn mua những cái màu này đi làm rất là hợp luôn các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu sơ về cái dòng Tayga về của cái đầu tháng 2 này á. Thì các bạn muốn mua xe hoặc là các bạn muốn thông tin về cái dòng xe thì các bạn cứ liên hệ với mình phía trên nha. Thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn tiền xăng hoặc là những cái chương trình khuyến mãi vào đầu tháng 2 này nha. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip mình nha.